Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây Tiêu Chiến đã công bố thêm một xác nhận đại ngôn mới. Anh là đại diện toàn cầu của thương hiệu bánh snack Ita. Như vậy, tính đến ngày 27 tháng 9 năm 2021, thì đây là xác nhận thứ 20 trong năm của anh. Trên thực tế, giá trị thương mại của anh ấy cũng không hề kém cạnh so với các ngôi sao quốc tế. Theo báo cáo hiệu suất của Cho, sau khi Tiêu Chiến chính thức công bố là người phát ngôn tại Trung Quốc, doanh số bán hàng đã tăng 136,7%. Những chiếc đồng hồ sang trọng và xa xỉ của Di Nạch cũng trở nên cháy hàng sau khi tuyên bố Tiêu Chiến là người đại diện. Với khả năng gánh mức tiêu thụ cực lớn tại nước ngoài, Tiêu Chiến còn trở thành nhân vật chính của một cuộc thảo luận tại châu Âu với chủ đề Tiêu Chiến của Trung Quốc là ai? Trở thành chủ đề tìm kiếm nóng trong một cuộc thảo luận quốc tế, điều này không phải nghệ sĩ nào cũng dễ dàng có được. Mới đây, một blogger đã đăng tải một bài viết nói về quá trình viết bài giới thiệu cho một doanh nghiệp. Trong bài viết, người này tiết lộ rằng thương hiệu muốn hợp tác với Tiêu Chiến đã thuê cô ấy viết bài giới thiệu. Thông qua quá trình cộng tác, cô ấy đã may mắn được tiếp xúc với đoàn đội của Tiêu Chiến. Khi viết bài giới thiệu và kế hoạch tiếp thị, cô được doanh nghiệp dặn dò rằng không được đề cập đến việc nghiên cứu người hâm mộ, không làm nổi bật tiếp thị người hâm mộ, không viết về việc mở khóa hàng hóa. Bạn chỉ giới thiệu thương hiệu của riêng tập đoàn thôi, đừng tập trung xung quanh anh ấy. Hơn nữa cũng không nên nhắc tới các fandom. Thương vụ đặc biệt luôn nhắc tôi tập trung vào vấn đề, hợp tác là phải coi trọng cả hai bên sao cho phù hợp và đảm bảo về quyền lợi chứ không phải vì những điều khác. Và cô ấy tiếp tục viết rằng, tuy cuối cùng hợp tác không thành công vì liên quan đến vấn đề chủng loại hàng hóa, nhưng tôi vô cùng cảm động trước sự bình đẳng và yêu cầu không lạm dụng sự chú ý của quá trình hợp tác. Sau cùng cô ấy kết luận, có những người có thể thêu dệt, có thể biện đặt, nhưng bạn không lừa được tôi đâu. Bởi vì tôi đã tận mắt thấy, tận tai nghe, tự bản thân tôi trải nghiệm được rồi, không giống như bạn chỉ làm anh hùng bàn phím. Quả đúng là vậy, bài viết rất xúc động. Dù Tiêu Chiến có rất nhiều anti-fan, nhưng không phải vô cớ nhiều nhãn hàng vẫn tìm tới anh ấy. Anh ấy trước giờ chưa từng lợi dụng tình cảm yêu mến nồng nhiệt của công chúng dành cho mình. Tiêu Chiến đối với người hâm mộ luôn giữ lời hứa. Tôi nhớ rằng trước đây anh ấy đã hứa sẽ quay một bộ phim tài liệu về tác phẩm Như Mộng Chim Mộng gửi đến người hâm mộ. Và anh ấy đã thực sự thực hiện lời hứa của mình. Không những thế, bộ phim tài liệu này có chất lượng rất cao. Anh ấy đã thuê một ekip quay phim rất chuyên nghiệp hoàn thành bộ phim này. Như vậy, có thể thấy được tình cảm chân thành mà Tiêu Chiến gửi đến người hâm mộ của mình. Là nghệ sĩ danh giá nhất trong thế hệ trẻ, Tiêu Chiến luôn thể hiện tấm lòng chân thành của mình ngay từ lần đầu tiên và truyền năng lượng tích cực đến người hâm mộ. Anh ấy cũng đứng thứ 2 trong danh sách phúc lợi công cộng tại đại lục. Trước đó, Tiêu Chiến đã bắt đầu làm từ thiện từ năm 2016 khi anh chưa nổi tiếng. Vào năm đó, Tiêu Chiến đã quyên góp 17.000 nhân dân tệ cho Trung tâm Bảo vệ Động vật Chăm sóc Động vật Thiên Thần ủng hộ dự án 100 nhà ở cho mèo để bảo vệ mèo hoang. Có tin đồn rằng anh ấy cũng đã từ chối nhiều chương trình tạp chí và thương hiệu. Tiêu Chiến rất cẩn thận và biết cách tiết chế độ nổi tiếng của mình. Anh ấy chuyên tâm và chân thành bước từng bước một cách cẩn thận. Vẫn còn vài tháng nữa mới hết năm 2021, và tôi tin chắc rằng anh ấy sẽ mang đến cho người hâm mộ thêm các tin mừng mới. Bản tin của 8790 Channel hôm nay đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các bản tin sau. Xin kính chào tạm biệt.